Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng được nhu cầu du khách đến với Lào Cai ngày càng tăng, thì việc liên kết khai thác tối đa tiềm năng du lịch ở các địa phương là rất quan trọng. Trong đó, huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai và huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu đang liên kết thúc đẩy khai thác tiềm năng du lịch tuyến đường đá cổ Pa Vi. Giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu có chung dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Do những điều kiện địa chất đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho vùng đất này những ngọn núi cao hiểm trở bậc nhất như Phan Xipang, Phu Xin Lung, Pu Ta Leng, Kỳ Quan San, Tả Liên San, Nhiều Cổ San. Thời Pháp thuộc, để thông thương nối liền Lai Châu, Lào Cai, Hà Nội, Thống đốc Augustin Jean Marie Pavi đã cho khảo sát và xây dựng một con đường từ Mường Hôm, Sàng Ma Sáo, Chạp Phà, tỉnh Lào Cai, vượt đèo gió thuộc dãy Nhiều Cổ San sang Sàng Ma Pho, Chạp Phà, Phong Thổ, Mường So, tỉnh Lai Châu, dài 80 km. Năm 1927, con đường được xây dựng. Hiện nay, tuyến đường đá cổ được người dân đặt tên là Pa Vi này còn giữ nguyên được hiện trạng với chiều dài hơn 10 km. Thì đối với địa bàn Sàng Ma Sáo thì cũng có nhiều điểm du lịch. Đó là có thác Thần Điêu cũng đi qua cái con đường này và thác Ông Chúa là cũng đi qua từ cái con đường này. Và con đường này cũng sẽ trong cái thời gian tới là xã cũng là một trong những cái tiềm năng để xã tiếp tục là khôi phục lại và cũng để cho phục vụ cho du lịch từ Bát Sát, Sàng Ma Sáo sang Xuân Suối Phù của Phong Thổ Lai Châu. Để bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử của con đường đá cổ Pa Vi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hai địa phương đã tăng cường trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa cộng đồng thông qua tuyến đường đá cổ. Tuyến đường đã được khảo sát, phục hồi một số điểm xuống cấp, bố trí các điểm nghỉ chân hợp lý để phục vụ khách tham quan trải nghiệm tuyến đường. Hai bên địa phương sẽ tìm ra những cái phương hướng chung để thứ nhất là bảo vệ, khai thác, đưa vào thành những cái thành một điểm nhấn trong cái tuyến du lịch Xin Suối Hồ Sàng Ma Sáo. Hai địa phương sẽ cùng nhau phối hợp để bảo vệ, quảng bá, khai thác cái tuyến du lịch Xin Suối Hồ Sàng Ma Sáo, và trong đó thì điểm nhấn chính là đường đá cổ Pa Vi cũng như là đỉnh Kỳ Quan San. Tuyến đường đá cổ Pa Vi xuyên qua cánh rừng già nguyên sinh, hiện nay cơ bản vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ cũng như các giá trị văn hóa lịch sử. Trong thời gian tới, huyện Bát Sát và Phong Thổ tiếp tục bảo vệ, giữ gìn nguyên hiện trạng đường đá cổ. Chỉ nâng cấp cải tạo những điểm đã hư hỏng, phát dọn sạch sẽ cỏ dại để việc đi lại được thuận lợi. Ngoài ra, hai địa phương cũng đang sưu tầm, nghiên cứu, tìm hiểu thêm thông tin lịch sử về con đường đá cổ Pa Vi để cung cấp quảng bá đến du khách. Tôi phối hợp với Sở Văn hóa Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lai Châu đánh giá tiềm năng phát triển cái tuyến điểm du lịch này nhằm thu hút khách du lịch trong nước cũng như khách du lịch quốc tế biết đến hình ảnh du lịch của huyện Bát Sát với rất nhiều các cái tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, từ đó để thu hút các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Con đường hoàn toàn bằng đá, xuyên rừng, xuyên núi này có giá trị về lịch sử, kết nối từ quá khứ đến hiện tại, là tài sản hết sức quý giá của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Khai thác giá trị con đường đá cổ cũng đồng nghĩa với việc đánh thức tiềm năng du lịch của một vùng đất giàu có về giá trị văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp của Lào Cai.